cái bầu dừa cái bằng gần chết xuống chút nữa hạ xuống một hai ba chơi hai ba. Xin chào cô bác chị các bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Em. Hôm nay mình thử thách mấy tay này ăn 30 gói mì. Mì mình làm sốt cay tôm. 30 gói mì. 30 gói hả? 30 gói chế cái đầu cản gió. Cản gió đoạn xong rồi mày ra mày. Đi chỗ khác em ngồi nói chuyện tí. Anh ba nay về quả hung luôn, hung luôn, mỗi lần đang đen luôn mà mộng luôn. Xa xa đó có mấy cô bác ở đường này chụp lúa. Thì cò quá trời luôn. Ba đứng ở trong đường. Hai bè cò quá trời luôn. Còn tôm. Rồi móc với lại tí chuột trụng mì. Bỏ vô trụng cái lấy ra được rồi. Vớt ra. Ừ, trụng bằng hai ba gói thôi anh. Rồi, 4 gói, lần 4 gói tới 30 gói lần anh ơi. Có đũa một tí kìa. Tím với lại tỏi. Cái này thịt heo xay. Mắm mình cho ít chút mắm vô. Hạt nêm. Hạt nêm mình cho muỗng hạt nêm. Đường. Đường mình cho nắp đường luôn. Tí xíu ngọt. Cái này là cái nước của mì, cái nước gia vị của mì. Mình nhập xuống để mình làm cái nước sốt đổ vô. Đây là tương cà, một chai tương cà. Tương ớt. Hàng bữa nay bệnh này. Hồi bữa cái miệng hơn bữa nay là miệng hơn là biết rồi. Đây là ớt bột Hàn Quốc. Cay lắm anh, hạ xuống gió thổi bay hết, uổng. Cay mà nó uổng. Điều lên, cho vô cái thịt đào nãy. Nước tương cà này vô. Vô cho nó sợp lại với này nó bóng con mì. Ừ.
gần Tết cái én nó bay quá trời anh à. Nó sợ thì nó dính vô cái cục mì. Sốt chua cay này hiệu ẩm thực Trung Quốc. Nóng hay em? Nóng. Sao không nóng như vậy? Anh nóng luôn vậy. Lấy cái đũa này không? Lấy cái đũa xé lên. Nóng lắm. Lát cho anh ba anh ăn ít thôi, ăn chừng 25 gói được rồi. Ủa, ai không gói cho em hằng? Em tự nặng mình em á, nhức đầu quá bóp đại. Để anh bóp, để anh kiếm anh nội này về nặng em. Anh nặng nữa thì chết luôn. Cái gió trở trời bệnh hoài chứ. Bệnh hoạn ổn sức. Lớn tuổi rồi. Ừ, tuổi lớn hơn cái ngọn gió Úc anh nè. Nó sợt sợt cái con mì nó bóng. Nó bám vô con mì. Rất ngon. Hấp dẫn heo thế anh. Nhà chứ nha. 30 với mì. Cái này nó độc lạ nè. Cho chị Tâm thử nghiệm chút. Con biết đâu. Hồi tôi chia ra hôm gại hai nam hai nữ làm riêng rồi bữa nay chia ra hai nam hai nữ chia xé ra. Hai thùng phi hai thùng phan xé ra. Chia đôi hả? Ừ, đường cuốc gầy cái mấy con yến nó đi theo nó ăn quá lố. Nói với Thí Hằng với anh ba thế này, bây giờ hai cho hai người xù xì ha, người nào thắng thì có quyền bắt trước, ví dụ bắt Thanh Tâm hay là bắt Thí Chuột gì đó bắt ha. Rồi tụi này hiểu chị hơi chơi chưa, khi nào ăn xong hết cái mâm mình sẽ tặng tiền người 100.000 đều hết là hai mâm nha, nói giao trước là hai mâm nha. Gì rồi thua hay mà thua không ăn hết á, này nói nghe nè, thua không ăn hết á là phải hết đắt cho mình 30 cái nha. Hết đắt là sao? Ừ, khi không biết hết thì anh ba anh chỉ. Ừ 30 cái nha, lên trước à. Rồi, đồng ý ha. Rồi, tụi đi đi. 1, 2, 3, tụi đi. Hết 30 cái đó, chảy mỡ hết luôn á. Rồi, Thế Hằng có việc bắt anh Tí. Ừ, rồi vậy còn người còn lại là bên ba bóc, đồng ý ha. Rồi, chơi. 1, 2, 3 ăn chưa nói dụ anh ba quá quá hai cặp đôi hoàn hảo á. chốt quá chứ chốt rồi quá chứ chốt rồi quá dữ rồi quá dữ anh ba là dữ nhất luôn nè. Ừ. Ba ép ba quá trời anh ba. Anh ba là dữ nhất luôn nè. Quá cố gắng anh Tí rồi quá dữ rồi quá dữ rồi hai mâm quá dữ luôn quá dữ luôn ba gắn anh ba không hết không được 100.000 đó không hết tắt á vô gắn lên thằng ê Tí Chuột vô nước nữa nè nước ăn cơm mới được dạ. Ừ, sao cảm giác sao ngon. Ngon không ngon quá hết mâm luôn à, thì Hằng bữa nay bị bệnh Hằng bữa nay bệnh gì Hằng mà gió đỏ chân Hằng cảm thương chàng hả là nó cảm thương chàng thương chàng nào vậy ở đâu anh biết không anh làm thương em đang ăn không sỏi em không tâm và anh làm thành anh suốt quá suốt rồi anh Vũ em gì em đang ngay em nước mà anh cứ hỏi ba suốt chút cung thành suốt chút cung thành suốt chút cung thành ba máu ơi gái này tí em hết gốc rồi đó. Ừ. Quá dữ rồi cái này chứ thật sự
cái này mà giống như còn giống mà còn hơn mấy con vịt vịt tàu nó ăn lúa, nó sóc lúa rồi. Lúa rồi, lúa nó lắc coi nè nghe. Cái này phải lúa mà gì? Lúa mà chuối cây. Chuối cây hả? Quá. Wow. Thằng lá tập thể dục quá, nhúng lại dài dài cái cho nó xuống bao tử. Quá. Cái lỗ xíu vậy. Cái lỗ nhỏ. Cái lỗ vô xíu vậy. Mà móc cái lỗ quá chứ bự. Mà móc cái lỗ gì bên sao ăn cái lỗ vô xíu vậy. Bỏ anh mời. Nó làm nó cuộn 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 lắm. Móc quá dữ. Quá dữ. Nãy mình lo cái cuộc chơi mình quên mời cô bác ăn cho nó gọng gọng chút anh Tý. Cô bác anh chị và các bạn cũng mong cô bác chị và các bạn thông cảm cho mình tại lúc quá quên tổng mời cô bác chị và các bạn chung mì với anh em mình. Mình xin đại diện cho anh em mình vô ráng lên tí ơi. Wow. Đừng để hết đắt chết luôn. Wow. Có sức phỉ không, phỉ không ông mà tính ra anh ba này được nè. Được rồi. Ông phỉnh bự lắm rồi đó, tí chuột nãy ông phỉnh có chút xíu rồi, tí hàng cũng chút xíu à. Ừ, có dữ anh coi lầm dữ lắm. Mâm thịt xanh gì mà càng nở thằng. Trời ơi, anh ba làm nữa mà không anh Tý ơi. Quá sức trong mì rồi. Quá sức trong mì rồi. Chờ bạn con tôm lại. Anh ăn luôn mắm được. Tôm này là hồi sáng em mua về là còn sống anh ba, mà tại em để sự tới trưa cái nó hết ngon cái em luộc á, luộc trước thì mới ngon, luộc trước bỏ vô ngăn mát. Cái gì ngoái giống tài thiệt. Quá dữ rồi. Lát chạy ra ruộng kia cái anh mà chậm lúa ngoái vô phân phụ quá. Tâm ăn ngọn ngọn nhúc nhất rồi vậy. Ăn lắc cho nó xuống. Lắc cho nó xuống. Ừ, lắc cho nó xuống tới chuột. Dạ. Ngồi xuống. À, Thúy Hằng, hôm nay Thúy Hằng bệnh đi tí chuột ăn nhiều nhiều thấy Thúy Hằng nha. Ăn ăn. Tốn thì ăn được như ăn như ăn xong. Ừ. Ừ. Thôi có hết đắt hết dùm cho Thúy Hằng luôn kìa. Đường nào mà phỉ nổi. Hồi nãy hàng đó anh Sơn sao làm gì mày ít vậy, sao mua nhiều. Trời ơi, mua cả thùng mà nó la. Có 30 gói chứ nhiều. Trời ơi ba. Quá dữ quá bóng ơi. Cậu là con ơi. Chị gành nữa kìa. Ừ. Làm gì làm gì làm gì lắc hả? Lắc cho nó xuống, lắc cho nó xuống. Lắc cho nó xuống, lắc cho nó xuống. Tin ba làm cái kiểu đâu lại lắc lại coi. Thôi khỏi. Như được rồi, đang mình lắc cho nó xuống, lắc cho nó xuống. Quá. Đi lắc hết thời gian rồi. Trong bài học lắm. Móc rồi nè. Quá xá là móc rồi. Ủa lên tí thôi. Nửa mâm à. Móc ăn hết mâm mì này là bảo đảm 2 tháng sau thấy mì còn ngán. Nửa lên ba. Có gì nói nha. Có gì nói nghe xe cậu đã có là em xúc chở đi nha. Quá sức đúng rồi. Ông ba. Ông ba. Làm ăn khó đấy, phải không chuyện đùa em quá nó. Ăn gái nha. Câu lên chưa chưa được phân nửa nữa mới được
mới có được có gốc tư à. Bởi nay em đổi bồ à. Gốc tư nè đó. Mới được có gốc tư à, chưa ăn thua. Tại vì mình nuôi ruộng mình nó gốc tư, giống như ruộng như gốc tư. Gốc tư gốc ba. Ruộng ruộng một công là 18 hả? 18. À. 14 á. Ừ. Này đây, góc 3 nè, đây góc 4 nè. Lùa lùa khỏi ăn nhiêu chém luôn kìa, lùa luôn kìa, cơ cái miệng lùa luôn kìa. Mâm đây nhỏ phải dày quá trời nè. Dày dạ? À, không. Không thấy thủng hả? Thì không thấy thủng thì chịu khó hết đắp 30 cái. Ở thì hàng bệnh là hết chùm 60 cái thôi chứ sao đâu. Cười cười quá dữ à. Mình là đương ngồi đây mà yến nó bay đầy trời luôn à. Quá ai mấy con cỏ này vô đó. Ăn mấy con ngồi ghế vô thế nào trôi đâu. Sưng đá về. Đá muôn năm. Ừ, sưng đá về. Nó muôn năm. Quá sức cái chẳng mày vừa này. Sao giác này, sao thấy cái đội hình này, sao nó không thấy. Ba, đụng tay cái rồi. Đụng. Rồi, vô. Hello. Quá tinh thần rồi. Hello. Mâm luôn hả? Ừ. Hello. Wow. Gần được phân nửa đó. À, bên độ 31 gần được phân nửa rồi. Bên tí chuột mới có được gốc tư à. Lùa vô cho Dung lên đó. Quá shit thằng này. Hồi nãy đi mua 4-5 chai Coca luôn. Hồi nãy em nói là tính là mua thêm 10 gói nữa là 4 người 40 gói. Mà vậy bà có 30 gói thấy cái này không xong rồi. 100 ngàn anh em mình đi mua Coca uống. Rồi. Rồi cái này đi rồi. Không bây giờ là thấy anh em tội nghiệp quá, bây giờ ăn hết tặng cho người 200. Tại bây giờ hồi nãy 100 thì ít quá, tội nghiệp khi 100 đi uống Coca, 100 đi về tập thể dục. mình tránh cái từ kia nha. Đây anh em luôn ăn tập thể dục thôi. Cố lên ăn cho nó giật, còn mà chừng phần tư thôi là mình từ từ cũng được. Không bươi nữa hả? Em gấp lắm, thì ăn gấp lắm. Nói ăn Coca Cola sao cái lon này nãy giờ em thấy đổ nước lọc cơ, mà giờ em nước thì em thấy thơm mùi dễ quá vậy trời. Chút nữa mới lấy người 200. Rồi gắn lên còn có chút à, còn có em một cái ba trái anh ba. Rồi gắn lên. Gắn lên. Trời ơi. Tí chuột nhìn bên ba móc kìa. Lùa luôn à, khỏi cần đổ chén luôn à. Thùng phi này ăn quá. Ui dắt, dắt này người ta yến này nó không sợ thuốc ăn bà. Không sợ thuốc ăn. Wow. Vô chuông mát quá. Rồi chuông quá, cực mát luôn. Mình còn nữa chứ. Em phân nữa, em chúc anh phân nữa nghe. Dạ nha. Quá. Mấy đứa này đi dầm nắng mì luôn kìa. Dạ anh em mình nha. Rồi bữa nay mấy tay này quá dữ rồi. Quá dữ rồi. Anh Sơn hành có quyền không ăn nha. Đúng rồi, hành ăn thôi, ăn hoi cánh thì đừng ăn. Như tôm không có quyền không ăn được không, đúng không?
không tôm mày có ăn hết à? Hai ba con rồi. Rồi sao sao ngồi lắc đầu không ai thấy ăn mà tí. Bây giờ cỡ nào cũng không trôi ra, thấy hai tay này không trôi rồi. Không trôi nổi rồi. Tại em bệnh á. Tại em nó bệnh, em nó giật gió nó bầm hết trơn. Để mai có anh nào gửi thuốc cảm này cho em uống ha. Đi chào mấy anh, nó gửi thuốc cảm lâu lắm không ấy, anh với chị gửi cho em chứ. Mấy tay này xong rồi nè. Xong rồi. Bữa thôi em với chị cái bắt bò cho chị ăn, ít của chị từ từ không hả? Nhầm món hảo. Món hảo. Thì thằng con này xui rồi. Đúng rồi, tụi là tí chuột đen đen ăn dữ, bắt tí chuột. Hôm bữa nay hồi bị lỗi với anh ba, anh ăn thí thái luôn hả? Thì anh ăn chậm chậm. Ừ, bắt tí chuột. Lầm rồi, lầm rồi. Bởi vì chị em chơi không được, hôm bữa thấy anh Hồng bị lỗi không được anh. Bữa nay bắt e, bắt tí, bỏ em, với ai, biết ai. Tại em thấy em bệnh rồi, em bắt anh tí cho anh ăn nhiều chút. Hay bắt chị để chị ăn mình cho nghiệp tử. Bây giờ nó quan trọng. Bây giờ mình cam chịu. Cái người thắng thì ơi. Bây giờ là có người thắng rồi. Rồi giờ có người thua nè, mới ác cho người thua nè. Bây giờ hít đắt mới đau lòng nè. Em chịu sụp con dầu đó. Sụp con dầu không? Rồi, ưu tiên cho phụ nữ. Người thập con dầu, người hít đắt. Ưu tiên thập con dầu không? Thập con dầu hả? Thập phong câu. Thập con dầu mất. Lên trời rồi. Rồi vậy chấp nhận là thua không? Thua không? Ở đây người ta ăn vậy. Ở bên đó ăn vậy. Thua không? Rồi. Còn hai tôm này là không ăn hết là cũng không được 200 ngàn đó. Ừ. Đâu ăn gì chỉ ăn hai tôm mà xì ra sao? Cái gì? Còn đứa là nổi hơn ba. Nổi không? Quên rồi. Lắc à. Quên gớt dưới cho bóp. Gớt gì ăn mì gì giống như hả? Ok, vậy là Thí Hằng chịu thục quân dầu phải không? Tí là đắt hen. Đắt rồi. Rồi ok. Rồi sao cảm giác ăn mì ngon không ta? Ngon. Quá ngon. Mà tới đâu rồi? Cái mì giờ hiện tại tới nó nằm tới đâu rồi? Nằm tới đó. Tới đây luôn rồi. À, sao ăn cái mì cảm giác sao Thí Hằng tí em? Em quá no. Quá ngon. Cái hậu làm này nó sao thế hằng? Chua cay. Cái nước sốt đó nó chua cay cay mà nó thơm. Nó béo béo. Ăn con mì vô nó béo béo. À. Nói chung là ngon phải không? Rồi ok, giờ thưởng cho anh ba với thì ủa anh em nói 200 lần ta. Lộn rồi. 200 của anh ba. 200. Rồi. Mình chấp nhận chơi, chấp nhận chịu đúng không? Đây 400 ngàn đây, tặng cho hai người. Còn hai người này thua thì tự đi nhé. Yêu gác em đi được 200 ngàn mà khỏi giúp đất nữa. Em gác em muốn chết luôn. Thôi thấy cô tội nghiệp nè. Chị thì không sao, cho một tí 50 để mua sữa cho con nè. Hàng 50 mua sữa cho con nè. Rồi. Giúp đây chị Tam. Nhưng mà cũng phải giúp đất hả? Cũng phải giúp đất thôi. chung tay hít đất thục bình dầu. Ừ ơi, sắp chỗ. Rồi, nhỏ này coi. Cho tôi đếm 1, 2, 3 là chơi ha. Ừ, rồi. Hít đất hay là hồng dầu? Hồi nãy là tí là hít đất. Tí hít đất rồi, thấy hằng thục bình dầu thôi. Mấy người hít đất con thấy hằng thục dầu. Anh ba, hít đất làm sao anh tặng lại anh ba cho đâu. Chị. Tí chị. Anh ba chị em. Rồi, coi, nghe giò nghe gắn coi. Rồi. Thôi vậy làm gì cũng được thì thôi em thục dầu đi. Không quên 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 xin lỗi xin lỗi không ông bạn tí cái tay mới bị tình hình nó lỏng. Quên sorry quên nãy ông nói tí quên em cũng quên luôn. Rồi bây giờ đây là bây giờ thục dầu 1 2 3 ủa mình đi phạt rồi mình 25, 26, 27, 28, 29,
Lá cục mèo luôn. Thôi mệt mệt chứ gắng chào cô bác chị cái bóp giò cho em ơi. Bóp giò. Thôi clip xin tạm dừng tới đây. Mình rất chân thành cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mình. Mình cũng xin chúc cho cô bác chị và các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn lại, bye.